Hello các bạn, một tuần vừa qua Zen không có review cái phim nào hết là do cái web của Zen nó có một tí vấn đề. Nói chung là bị nó trắng ra là bị hack á, cho nên cứ loay hoay lo dựng lại cái web nên không có làm được. Thì hôm nay đã quay trở lại với các bạn và cái phim đầu tiên mà Zen muốn nói là cái phim SOS Sói Trắng. Đây là một đề tài khá là hay, nhưng mà không hiểu gì sao mà khi mà Zen coi á, Zen không có cảm thụ được nhiều về cái những cái gì mà bộ phim truyền tải được. Ok, nó cho một cái thông điệp, tức là những cái người mà thường xuyên ấu dâm là những cái người thân cận và thường được bản thân mình rất là tin tưởng, nhưng mà nó lại lấy một cái trường hợp mà khá là hy hữu, đó là trường hợp mà một ca sĩ. Zen tự hỏi tại sao lại lấy một cái khuôn mẫu như vậy. Zen nói ngoài lề cái bộ phim này tí, tức là hồi còn nhỏ Zen do là ông già ở nhà làm bên công tác xã hội nên nghe được rất là nhiều những cái câu chuyện về hiếp dâm trẻ em. Hồi đó cái từ ấu dâm nó không có đâu, nó chỉ là hiếp dâm trẻ em thôi. Thì thật sự là có những người rất là gọi là rất là thân cận mà mình không bao giờ nghĩ họ là làm những cái chuyện đó. Những cái tội phạm ấu dâm có thể là cái ông hàng xóm, anh ba bên nhà, ông dượng năm, dượng bảy, nói chung là những cái người mà thân cận nhất. Nó không có từ bỏ những cái kiểu giống như là nhìn mặt mày sáng sủa, học hành giỏi giang hay là làm ăn thành đạt thì sẽ không trở thành tội phạm đâu. Cái thể loại tội phạm này nó có thể là bất kỳ ai và rất rất là dễ ẩn náu trong một cái lớp vỏ bọc rất là an toàn bởi hai từ là người thân. Ok, quay trở lại bộ phim. Thì bộ phim kể về một cái nhân vật gặp một nhân vật nữ đi, một nhân vật nữ chính gặp một cái anh ca sĩ nổi tiếng và làm quen. Thì cái anh ca sĩ này từ từ tiếp cận và tiếp cận người chị để mà tấn công người em. Thực sự là cái nội dung phim nó cực kỳ đơn giản, nó không có gì khó đoán, mà nó nói chung là coi cái trailer xong là biết được nội dung của phim luôn. Và cái thiếu của bộ phim ở đây Zen thấy thiếu rất là nhiều, là cái thứ nhất là không có đặt tả được cái nội tâm của nạn nhân, tức là cái đứa trẻ khi mà bị ấu dâm đó nó sẽ như thế nào. Nó chỉ, cái bộ phim chỉ lướt qua ở cái giai đoạn là bị tổn thất về mặt sức khỏe thôi, còn về mặt tinh thần không có đào sâu. Phải đào sâu để thấy được cái sự nghiêm trọng của cái chuyện ấu dâm này đó. Thì phim không có đào sâu được. Cái thứ hai là nhân vật Tim, anh này đóng cái vai trong phim là ca sĩ và là kẻ tội phạm ấu dâm, thì thực sự là Tim vào cái vai này không có hợp. Tim không có, gương mặt của Tim không có sự biến thái hay là một cái sự gì đó gọi là chỉnh chu các kiểu đó. Nói chung là không có đóng một người hai mặt hoàn hảo á đó. Rồi còn vài yếu tố nữa như là về mặt âm thanh hình ảnh cũng gặp một số lỗi. Thật sự đây là một bộ phim quá fail đối với một đề tài hay. Tự nhiên Zen đã suy nghĩ không biết là do bộ phim fail là do cái kịch bản nó làm không tới, dựng phim không tới, hay là do cái thời gian quá gấp rút. Bởi vì trước đó có một cái sự kiện khá là hot, đó là nghệ sĩ Minh Béo dính phốt là kẻ ấu dâm con nít. Phải chăng là chạy theo thị trường làm cái phim này để mà ăn trend, nhưng mà ra lại rất là fail. Ok, Zen chấm phim này chỉ 5 điểm. Coi chơi cho biết vậy thôi, chứ thật ra là bài học gửi gắm không có được nhiều. Và cái phim cho lại cái nội dung sâu sắc nhất là cái slogan của phim là gì thì các bạn lên mạng xem nhé. Ok, đừng quên bấm nút subscribe để nhận thêm nhiều clip Zen nha.